Cho nên khi mà cái diễn nó đến rồi đó thì chúng ta trở tay không kịp. Bây giờ thì thưa với quý vị thì Đức Thầy có cho biết thì trong mộng giác ăn cần chỉ tính cũng làm hiền đáng nhìn đường thang. Mà hồi đó tới giờ thì nhiều bà con cũng nhiều đồng đạo tri giáp này giáp nọ hoài mà không tới. Rồi cũng có nhiều nên đồng đạo ở trong Việt Nam đi làm ăn ở nước ngoài cũng không tin ở trong con giáp này. Chỉ nói giáp hoài mà đâu có nói là trong con giáp này đến. Nhưng mà sự thật khi mà cái việc nó đến rồi đó thì mới hỏng chân và hỏng cẳng. Là vì Đức Thầy nói việc sẽ đến đi truyền sự thật, việc biến chuyển thiên cơ rất gấp. Nghĩa là mái thiên cơ một phút mỗi thai, nẻo thành khi như thể tên bay thì đường dính nhục, rủi mai con lát à. Là nó hết cái của cải tài sản của mình rồi, hoặc là mình chết luôn ở trong cái cuộc này. Vậy thì hôm nay ý muốn nói là tí đã qua rồi, sủ qua rồi, giờ tới năm dần thì thấy hình như cái bệnh hoạn qua rồi thì cái lời hứa của mình giống như nó quên, rồi cũng trở đi làm ăn nữa. Thì muốn nói cho mau lẹ gắn gọn đó thì anh em của Việt Nam đây nhá, đồng bào của Việt Nam đây cũng đi lao động ở Umana ở bệnh, ở trong cái năm dần này thì trước đây 5-7 năm thì cũng đi làm ăn ở bệnh rồi cũng trở về Việt Nam ăn Tết. Nhưng mà hôm nay đó Đức Thầy đã cho biết rồi hết rồi, thì ăn Tết rồi mới trở về bệnh nữa. Thì tính năm dần này thì nó giống như năm Tý, bất quá bệnh dịch đồ vậy là mình chích thuốc cái mình hết à. Rồi qua năm Sửu, thấy không? Mà hôm nay đó nó diễn biến ra đó thì nghĩa là vào cái năm dần đó thì trở về bệnh rồi thì coi như tới cái thời kỳ định của là Ngọc Đế. Thì cho nên Tổng thống Nga đó là ra lệnh 5 giờ bấm nút hạt nhân vô nghĩa là thành phố, cho nên nhà cửa gì nó sụp đổ, rồi bắt đầu nó bốc nó cháy, thì là Việt Nam phóng xét gió sách chạy riết qua được bên tới bên đó là nước Úc, đó cho nên mới thông báo lên tòa đại sứ của Việt Nam nhờ máy bay Việt Nam qua nó mới chở cái người lao động trở về Việt Nam. Thì quý vị thấy cái này coi là phải khổ hay không, nghe không? Cho nên mới nhắc lại là cái tâm cô giáp này là dữ dội. Vậy thì bây giờ đó là khi qua cái cuộc chiến đó rồi thì mới tới trở nghe là về nghe là ở trong cái Việt Nam này là lục bảo. Lục bảo thì nghe là quý vị biết hồi đó bây giờ đó có bao giờ ai có thấy vàng bay không? Bà con mình có thấy không? Từ cái Việt Nam sang đến nước ngoài quý vị thấy có cái trận lục bảo nào, lốc xoáy nào mà để vàng ở trong tủ mà bay không? Thưa với bà con, hình như cái này nó không có rồi đó, phải không? Mà tại sao giàu cái năm dân này lại là có? Nó ngặt mình chứ, phải không? Rồi cộng thêm tới cái năm dân này nữa đó, trở về miền Tây. Nó ở là mà tỉnh Vĩnh Long. Nó là sụp đất một cái đó chứ không phải là động đất. Bây giờ mười mấy căn nhà đều nghĩa là mất tiêu cả trăng cả trời. Rồi cộng thêm bà con chung quanh đó nước nó tràn vô rẫy bái, lập vườn gì đó rồi cũng hết luôn. Thì quý vị thấy coi năm dần này phải nhiều chỗ bơ dơ không? Ở năm dần này nó chưa có hết, bởi vì đây đủ gì Tết đây còn một tháng mấy nữa mới kết thúc cái năm dần. Mà giờ này thấy cái hiện tượng nó xảy ra là khủng khiếp. Mà năm dần nhiều chỗ bơ dơ, rồi bước qua năm Mão là như tơ rối cuồng vậy đó. Thì như tơ rối cuồng thì cái này nó là làm sao mà ăn được? Cái cuộn tơ nó rối rồi làm sao mà làm ăn được? Thấy không? Gỡ không được thì mới gọi là khổ, thấy không? Thì ra Đức Thầy nói là khổ dưới thảm, ngày nay có mấy sợ mai sao dòm thấy nó bay hồn. Rồi trừ tòa giang còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu, núi xương tha thiết. Đó, thấy không? Thì bà con mình xét thấy coi bây giờ mình mới tri ra trong giáp này coi. Từ đầu giáp rồi tới cuối giáp. Ở trong nghĩa là cái con giáp này. Mà Đức Thầy nói trong một giáp ăn cần suy tính muốn làm hiền, ráng nhịn đừng có than, phải không? Nó rồi bây giờ ông sư giải ông nói đó là giáp tí cơ cuộc chưa có rồi, bước qua ớt sủ khổ thu nhiều bề, làm cho nhiều việc tiêu đều, muôn ngàn thiên hạ chính chiều thôn vô, kẻ thời kiếm mẹ kiếm con, ruộng trâu đã hết chẳng còn muốn chi, cửa nhà tan nát vậy thì đất bằng sấm dậy còn gì, trời ơi thôi thôi, phải không? Nói cho bà con của mình để rồi đi làm ăn xa, hay là cái người trong nước, hay là người ở Vĩnh Long, Cần Thơ, phải không? Hay là tỉnh Kiên Giang, Giang gì đây, tin tưởng Đức Thầy ông sư giải thì chúng ta phải nhà bước vào con đường tu, chứ không có nói chạy đường nào mà là cho khỏi trong cô giáp này.
Bởi vì Đức Thầy đã nói rõ, phải không? Trong vô giáp thì mình phải tính. Ở đây nói là sự thật. Bởi vì việc xảy đến đây truyền sự thật, việc biến chuyển mà. Nghĩa là thiên cơ rất gấp. Là máy thiên cơ một phút mổ thai thì não thạnh si sẽ tên bay từ đường chính nhục. Chỉ rủi mai có một lát à. Đâu thì mới đây cái mình giàu mình sang này kia nọ, nhưng mà đi mừng ăn về sách cho sách chạy về không rồi phải lá không, bà con mình thấy coi nó rõ cái này không, thì nó diễn biến rồi, đã qua cái năm mẹo này rồi đó, thì nó là năm dần nhiều chỗ bơ dơ thì bước qua năm mẹo là như ta rối cuồng, phải không, là không còn cái mừng ăn nữa, thì nhà chúng ta phải mà lo tu cho kẹp với cái thời gian sắp tới đây. Sắp tới đây là gì, nó là đời cùng rồi, đời cùng đó là Đức Thầy nó phải tu cho gấp mới kịp, thì đặng xem báu ngọc ly kỳ năm non, Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son, ghi lời, phải không? Bây giờ ghi lời nào của Phật Thầy đã dạy, thì ghi những cái lời nào mà của Đức Thầy, ghi những lời nào của ông sư giải, nó ghi những lời nào của Đức Bổn Sư, rồi ghi những lời nào của ông Ba. Đó, cho nên hôm nay đó là nó diễn biến rồi, thấy là không có gì đâu mà là không thay đổi. Nó thay đổi trong đời hạ quân là lòng dạ đối dở, đối đớn. Con người mình đây là cũng là đấu giá, rồi mai không được, rồi mới trở thành nghèo nàn đau khổ, quý vị ơi. Đời này là không còn là xa nữa, nó đã kề bên rồi. Hoặc là đời cùng, phải không? Nghĩa là còn có chẳng mấy năm mà. Được khắp trong các nước mới thay nằm bằng non. Cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Dương trần kẻ khóc, người la. Đó, thấy không? Thì ra như vậy, tới đây muốn biết cái câu chuyện này mà tới cái năm mà nghĩa là thình này đó. Nó xảy ra chuyện rồi đó thì nó ăn với cái nó là sống của trạng tình. Bởi vì trạng tình chuyện sống có mấy loại, là năm rồng, rắn, ngựa, dê, nghe thấy không, là chúng sanh thế giới ê hề thay phơi trên trời. Thì bà con của mình ha, ráng mà tu. Bây giờ đi nước nào mà không biết, hay là ở trong nước gì không biết, ráng mà lo tu ha, cho nó kịp cái thời gian tới đây, đặng chúng ta được có cái vé, người ta mua chúng ta vô là bốn con thẻ, đặng mà chúng ta nhìn được qua cái năm thìn. Bởi vì tới năm thìn này là nó xảy ra cái chuyện của ông Trần Tịnh đúng không? Mà bây giờ mình thấy Tý Sửu rồi tới năm dần này nó đã chuyển hướng rồi. Bây giờ kép hát nó ra dậm tuồng. Dậm tuồng thì mới hát, phải không? Bây giờ hát lần lần cho mình thấy hết rồi đó. Nó bây giờ là ở bên đây đó thì Đức Bổn Sư nói đó, kép nó ra là dậm tuồng đó là kép Mỹ. Mỹ lại còn có kép Pháp. Pháp rồi lại còn có kép Anh, phải không? Là ba tướng này ra là nó dầm tuồng. Còn bên kia là có tướng, thấy không? Bây giờ tướng gì đây? Bây giờ tướng Tàu, tướng Ấn, lại còn có tướng Nga, sau lưng lại còn có tướng Nhật, thì nó ra mới tranh tài, thấy không? Thì nó tranh tài ở đâu đây mới được chứ, đâu phải nói chuyện như là như bàn chơi được. Ở đây trời Phật nói, cái tuồng hát này của trời Phật lập. Tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu, phải chuyển xây tới một bầu, đang lừa lọc con tiên cháu Phật, là chúng ta mua cái vé chúng ta vô bốn con thẻ nó mới được. Chứ bây giờ ta lập bốn thẻ lên đã có đền thờ hết trơn rồi đó, mà nếu mà chúng ta không có cái vé vô không được thì ở ngoài chịu nạn. Nạn này tới đây là nó khó chịu lắm nha, khó chịu lắm đó. Khó chịu là gì? Là vì hôm nay Đức Thầy chúng ta đã giới thiệu cho mình hết rồi. Bây giờ trục kia nó chọi đồng minh, là hai sông khô cạn thì nhật tinh ngạn rạng ngời, thì ngọn thủy triều nô nước sụt sôi thì bầu trái đất một phen lưng chuyển, phải không? Nó lưng chuyển cho nên mới chạm tới vùng cù lao, thì một cù lao sụp trước làm đầu mã long ứng ngữ ra hầu quan thiên, quan trời xuống mới giữ người hiền, chứ bằng không đó là cái người hiền làm gì được gì ai đâu. Nội mà vô cửa đó mấy ông hiền lợi mấy ông hung đó, mấy ông xô té ra, mấy ông đạp luôn cho chết đặng mấy ông vô vô cửa, phải không? Ai đó là quý vị biết đó, phải không? Thì cái cù lao sụp thì ông Ba cũng nói đó, nếu mà chúng ta không có mua cái vé vô được thì ở ngoài đó là làm sao mà vô mình có được mình không, bởi vì mình không có cái vé. Rồi trên kia đó là hôm nay đó sấm vang đó thì nó lộ bản vàng ra, thì chi nhu thế tới cấp tràng tứ thi chữ thi gần chữ sổ bi, vì tham của báo ly kỳ máu rơi đến chừng đó mới trời ơi đất hỡi mang khổ hình gì bởi chẳng tu, thấy chưa? Không có tu vô cửa sao được, dù cơ không được thì bên kia nó qua liền năm nước chật đàn, qua lộ văn giáo máu tràn thành sông, thấy chưa? Thì cái này là chỉ giặc giả chiến tranh nó tới, chứ còn bây giờ theo đời từ mà ở núi Sam nó mà xuống tới 8.000 thôi, ai giờ mà đụng tới đất rớ tới coi một thước đó là 100 triệu à, 200 triệu à, chứ không ai đi đâu mà chạy. Mà nghe cái hơi đó mà bên kia đang
mà cái người dân tộc đó miên nó qua đại nạn đó là đây xách vô xách chạy nữa. Dạ. Thấy không? Như là xách vô xách chạy rồi chứ không còn nói nữa trơn trời. Bây giờ không có dành nữa. Thành ra Đức Thầy mới kêu gọi cho chúng ta nha, đời cùng rồi đó phải tu cho nó gấp mới kịp thầy. Chứ bằng không là nó không kịp thì đây là cái này là khổ nạn sắp tới. Thấy không? Cho nên nó chừng nào mà Đức Thầy đã nói trước rồi. Quý vị nghe là rồi ta mua cái vé vô đây chúng ta hành đạo thì tới cái năm thìn đó là chúng ta sẽ thấy cái cảnh gì con là mẹo đó hết thì dòng bay dơ dẫn khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau thì nó nghịch nó chưa có quýnh mà tới là con mèo này lui nha, lui rồi đó là rồng tới bay dơ dẫn thế giới chiến tranh nổ khắp bùng. Nó thấy chưa, nó nổ một cái rồi là tên lửa không, nó bấm một cái rồi là thôi rền trời hết trời, nó chấn động. Cho nên bây giờ chỉ có cách là chúng ta vô bốn con thẻ đó là mới yên mà thôi. Chứ còn ở ngoài đó là chịu nạn là chúng ta đỡ không nổi. Nó đến chừng đó rồi là bốn phương có giặc khắp hoàn cầu này thiết tha tha vị sớm mai kiếm chữ ma ha. Thì phải cứu. Khỏi nơi có lửa là vô bốn thẻ đó. Mà chúng ta không mua cái vé. Cúng lại không mua cái vé niệm Phật. Thấy không? Nó mà hôm nay làm sao chúng ta vô đây được. Thì ở ngoài. Chứ ngoài thì Đức Thầy cũng giới thiệu rồi. Đến chừng đó là bốn phương có giặc. Bốn phương lẫn chứ đâu phải một phương, thấy không? Nên cho nên là nó quýnh rồi là trận này đó là khắp thế giới chứ này là cửa nhà tan nát hết á. Cùng xóm làng thư thức của nêu bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt lập đời trở lại khắp đi thứ biến di thương hại dùng phép màu làm thương quân diệt thiên cơ khùng đã tỏ hết trơn cho mình rồi đó. Chứ đâu phải cần diện hay dũng hay là cần gì các giảng viên đâu. Bây giờ cái người dốt, người khôn, người ngu biết không? Tảng sáng là lại nghĩa là bến tàu, bến xe, bến nhà nước gì đó, bán nước cà phê đó là vô nó tàn là thiên cơ không? Bây giờ bắt đại lên, này thấy là nói chuyện tàn là Nga, quýnh U Mana, phải không? Cái này phải thiên cơ không? Mà diệt thiên cơ khùng tỏa hết trơn. Mà tỏ nhiên sáng, sáng thì thấy. Thấy mới nói chứ không lẽ đừng không, ai biết gì nói. Rõ ràng bây giờ mới tinh di là Đức Thầy đã rút trong các lực các kinh đó nó hết cho mình rồi. Giờ này mình không tu nữa thì nó quá uổng. Thấy không? Bây giờ tu thì Phật đã lo cho mình. Chính hay dũng đi kêu gọi anh em. Tất cả anh em. Đó. Mà bây giờ ai mà bỏ được điếu thuốc. Lo tu hay dũng cho anh triệu. À, thấy chưa? Thấy không? Rồi giờ anh em nào uống rượu là cũng tặng tiền. Nó hỏi chứ còn cái gì nữa đâu. Nó rồi hay là ở ăn với câu giảng của Đức Thầy. Phiên trong lê thứ bước vào đường tu xưa nay đạo hạnh quá lưu thì ngày nay sáng tỏ đền mà buồn ngày xưa cho mình nữa. Chứ trước đây đó như ông Sáu hả? Ông bà của mình tu đâu phải dễ đâu. Trịch qua trịch lại đó là bị nhà nước bắt. Hồi thời trước nữa đó nghe nói đó thời kỳ đạo đâm đó mà mình ở trên nhà khơ khơ dưới có chĩa đâm lên nữa. Rồi làm sao mà tu. Rồi giặc giả chiến tranh mới cúng pháo kích vô cái chạy. Xách nghe là dò sách dép gì mà chạy rồi đó không? Dẫn vợ con đi trốn. Có khi cửa nhà gì nó cháy sạch ra cái trời khổ. Thì ngay trong cái thời kỳ này đó là mà không tu. Thì trong cái giai đoạn trong con giáp này. Mà chỉ tu 1 năm, 2 năm, 3 năm đây là mình khỏe rồi đó. Đó rõ ràng là vậy. Thì bây giờ mình thấy nhà nước đã lo ưu đãi cho mình ở trên cất bốn thẻ rồi. Rồi lộ xá thì bây giờ đó là làm lộ nhựa không. Cho nên mới ăn cái câu giảng đó. Bây giờ phiên trong lê thứ bước vào đường tu. Nên là xưa nay đạo hạnh quá luôn. Ngày nay sáng tỏ, đền bù ngày xưa, ai mà bây giờ đó gặp khổ nạn tu, trở về cái là Kiên Giang, hay Dũng ở Kiên Giang, mà có nhiều anh em nói ai tu về đây người ta lo gạo rồi này kia nó ăn lo mà tu. Cho nó kịp cái thời gian sắp tới đây là năm nay, gần hết cái năm dần rồi mà nó diễn biến cái chuyện khổ không. Nó khổ tới, nó đối với là đồng bào và nhân loại ở trong cái quả toàn cầu thế giới này. Bây giờ ai cũng vậy, bây giờ sự thật là mình ăn mình là ở người Việt Nam đi. Mà ở ngoài kia giặc nó quánh. Mà công ty bây giờ đó là sắp có khi giải thể lần lần. Bà con của mình bây giờ đó mỗi năm tháng này mình tăng ca. Đi về Tết tiền xài phú khoe. Mà năm nay lại là công ty nghỉ. Bà con về quê có khi không có tiền về xe nữa. Thì quý vị thấy coi cái này đó là quá xa khổ. Quá xa khổ. Rồi ở trong này thì đi mà ngang ngoài biển thì cá mắm gì cũng không có, xăng dầu lên giá. Thì rõ ràng là cái khổ này nó sẽ đến với đồng bào và nhân loại của chúng ta hay không. Mà may duyên chúng ta ở đây được Đức Phật ở tỉnh An Giang. Đó là mới kêu gọi cho chúng ta tu, bởi vì có kinh. Nào, ở đây có sắc lệnh
của Phật Thích Ca và có sắc lệnh của Phật A Di Đà và chiếu chỉ là của Ngọc Hoàng. Ở đây là trong nguyên giác này dứt khoát với quý vị ở đây là không có chạy khỏi cái con đường là nạn tai của chúng sanh, đó là người không có tu. Thành ra giờ này đó là Đức Thầy mới kêu gọi chúng ta tu. Đó, bây giờ đó là nếu chừng nào muốn gặp Thầy thì đọc lại cái đoạn giảng trong quý nhất coi. Đó, Đức Thầy phiên nè, nghĩa là đừng xài phí xa qua ăn cần ở kiệm tăng mà lo tu. Còn đừng khinh những kẻ đuôi mù, đến sau sẽ khổ gấp 10 mù đuôi, đời nay xét tới xem lui chừng gặp tủ mùi thì ba tánh biết thân, thấy chưa? Mà đây tới năm mùi là quý vị biết đó là đâu còn xa nữa. Bây giờ dần rồi tới mẹo nè, thìn nè, tỷ nè, ngọ, mùi, chỉ còn có 5 năm nữa tới năm mùi. Mà bây giờ mình không tu, không có điểm, không có vé, làm sao gặp được Thầy? Bà con xét cái lý này ngang. Đó, giờ này là chỉ còn cái cách chúng ta tu mới gặp được Thầy, mới vô được trong là 4 năm thẻ thì mới nhìn ra mới thấy được cái năm thìn và tới cái năm rắn, thìn tỷ, rồi tới ngọ mùi, phải không? Đó, cho nên muốn gặp Thầy thì phải ráng làm sao tu để rồi cho có điểm. Bây giờ về đó mình tập ăn chay, rồi tập cúng lại, tập niệm Phật. Nào giờ mình nó là không có làm mấy cái này thì bây giờ chỉ có bao nhiêu mà thôi. Nói cái giờ đó mình ghiền nhiễm đời đó, hay Dũng thường nói vậy. Bây giờ thì bỏ điếu thuốc mà mình hưởng nè, nghỉ uống rượu mình hưởng nè, nhịn vợ mình hưởng nè, phải không? Mà tại sao là chúng ta không nhịn được? Rồi tới cờ bạc thì nó ở trong cái điều thứ nhất, ta cho uống rượu cờ bạc á phiện thì chơi bời theo đàn đếm, phải giữ cho tròn lưng lý tam can ngũ thường, chỉ có một điều thứ nhất mà thôi. Bây giờ cái bệnh của chúng sanh là ở dính trong cái điểm thứ nhất này là hình như hết 90%. Anh em có đồng đạo có đồng ý cái này không? Thấy không? Bây giờ chúng ta là cái thời kỳ này nó chưa có đến gì khác, mà thời kỳ nó đến rồi. Ai đâu bây giờ phát tâm lên, tôi nguyện coi trong cái clip này mà giờ tôi còn ghiền thuốc, ghiền rượu, rồi bây giờ kiếm Hải Dũng coi, bây giờ tôi nguyện nha, tôi bỏ thuốc, thấy không? Lo tù. Đó, rồi bây giờ bỏ rượu nha, lo tù. Đó, rồi bỏ cờ bạc nha, lo tù. Phải không? Đó, mà ba cái này thôi thì có thể mới không được ưu đãi cao cấp à. Ví dụ như bỏ thuốc được 1 triệu nè, bỏ rượu thì có khi được 1 triệu nữa, phải không? Rồi bỏ cờ bạc có khi thưởng được 1 triệu nữa. Đó là cái phần này chỉ ít mà thôi, chứ còn hẳn nhất là người ta đến. Nhà nước bây giờ cũng ưu đãi cho mình đó, lại ta cắt nhà cho mình, rồi đồng đạo là ta cho tiền cho gạo, rồi lo tu tới là ta thưởng, phải không? Nội tôi nói chủ yếu chút xíu gì nghe thôi, mà đoàn đi có khi tôi dẫn đi 200-300 người đó, mà bỏ điếu thuốc thôi ta cho 100 ngàn thì 100 người là nhiêu tiền rồi, phải không? Mà nếu 200 người như vậy là phải 20 triệu không, mà 300 người vậy là phải nhiêu? 30 triệu. Tại ơi, nếu không mình bỏ cái điếu thuốc không mà sao nó vô dữ vậy, phải không? Sao mà tại sao chúng ta bỏ không được? Mà lo tu, tu là mình hưởng. Ngay trong thời kỳ này là thời kỳ ưu đãi, là vì kỳ xá tội nay còn một lúc, sau chẳng tu đặng có hưởng nhờ được gặp giảng kinh trần cái làm ngơ là chỗ này. Rồi trong 4 kiển giống chiều hôm nay địa ngục cũng tại tâm làm quấy mà về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma tiên hay Phật cũng là tại nó. Rồi sông dưới núi trước kia mới ngó khi chết rồi thấy nó đằng nào. Bây giờ mình chết rồi là cái nghiệp nó đeo đuổi với mình không có niệm Phật, linh hồn mình phải chịu giam hãm với địa ngục, phải không? Mình không có tu sao mình cứu được cứu quyền của mình? Thì giờ này ai biết được giác ngộ, chúng ta bỏ rượu bỏ thuốc về cúng lại thì mới cứu được cái cửu quyền của mình. Cái cửu quyền của mình hiện giờ đang ở dưới là địa ngục ở dưới. Mà giờ này kỳ sát tội là mình đứng đây mình tu mới có được 2 cái công kinh. Nam mô nhị nguyện cầu cửu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh, nam mô tam nguyện cầu phụ mẫu tây đường tăng long phước thọ phụ mẫu quá khứ trực giảng tây phương, thấy không? Quá dễ dàng như vậy, vừa tu mà được hưởng, thấy không? Cho nên là tu cầu yên nước lợi nhà cửu quyền thất tổ diêm la ở dưới mới thoát hình lên. Còn ở đây mình tu đền ở thế cho rồi thì sao đứng ngồi ở tòa sen là ngay chỗ này. Ha, rồi chúng ta vô cửa tới cúng ta cầu hoài chúng ta còn sống ở đây. Còn bằng không, nếu chúng ta thiếu duyên thiếu phước đó hết rồi thì chờ mang phước ra tay bẻ họng là cái như tiêu, hoặc là Ngọc Hoàng sai sư tướng xuống đi răng tận thế thì nhằm mấy chỗ răng nó mới không thấy coi chết bị đất dùi đá đè rồi lấy đâu mà tu, có chỗ nào để mình cứu được cứu quyền của mình ở đâu? Không có, phải không? Cho nên vì lẽ đó mà cái năm dần này nó là mong sẽ thấy rồi nhiều chỗ bơ vơ, thì bước tới cái năm mẹo này là như tơ nên là rốt cùng rồi đó. Thì ráng tu sao mình có cái điểm, bây giờ là lấy được cái bằng rồi đó, cái qua đi được cái năm gì
cái năm mẹo nữa đấy là ngon lành lắm. Rồi mình vô tới cái năm thìn đấy là mình có chỗ ẩn nấp, chứ còn giặc giả nó tới rồi vào năm thìn mèo lui rồng tới bây giờ dẫn đó. Nên là thế giới chiến tranh nó nổ khắp bùng rồi giặc đó, đừng nó tính gì mà ngăn bị hạt nhân nó nổ biển hết bằng luôn, bị ngọn khí tiêu mà nghe là nô nước sụp sôi rồi thì bầu trái đất này phải lưng chuyển rồi mà ăn gì nữa vậy. Nó bây giờ mấy anh em xét lý cái đạn giảng của Đức Thầy nó như vậy đó, coi mà ăn được hay không. Mấy không vậy thì bây giờ chúng ta phải tập trung ráng mà lo tu à, thì còn cái cho nó kịp cái thời gian sắp tới đây. Vậy là mình ở trong đất Phật, nghe lời Phật, Phật ban phước huệ cho mình, chứ bằng không thì mình chạy ra ngoài mà ăn một hơi được coi chừng bị cú đít thôi cũng chết. Vì Đức Thầy nói là ta dừng tay chờ đợi lệnh thiên đức ngọc đế xử phân cho chúng, hội công đồng xem xét hỏi xe chữ tướng xuống thì dân trần thế mình có câu lớp đau chết kể thâu vô số, phải không? Bây giờ vô số tính đếm ở trên thế giới của địa cầu này chết hơn năm tí năm chủ mà không đếm được, bây giờ bị cú đít đưa vô thiêu đem về có ai tính số chết thằng nào đâu, chỉ nói chung vậy thôi. Mà tới bây giờ hình như là nạn tai nó vẫn đi hoài tới cái chỗ này, rồi tới giặc giả chiến tranh, đây là loài người tàn bạo nó gây nên nữa, nó chạm với nhau thì giờ này lên đài thấy hết rồi đó. Chứ bằng không mình không thấy sao mình nói việc thiên cơ mà là khùng tỏ hết trơn rồi đó. Bây giờ khỏi cần học cần gì nữa đâu mà coi trong giấc Đức Thầy thì mình biết được cái chuyện là quả địa cầu như thế nào rồi đó. Thì mấy anh em Thơ Bút đây có cái công quay lên thấy không, để đưa lên cho bà con tính chúng để rồi là nghe được cái clip này thấy không, thì về mới kiểm tra lại cái giáo lý Đức Thầy, kiểm tra lại bản thân để coi mình có đúng gì không, rồi mình có đặng cho mình tu thấy không. Bởi vì là hôm nay đó thì Đức Thầy nó là máy thiên cơ, nghĩa là trần hạ bất tri, mình lo mình làm ăn hoài lo giàu lo nghèo thấy không, mà mình không tri đó giờ. Rồi bây giờ tri coi là cái nghĩa là tới đây mà ông hay Dũng ông học trong vô lý gì đó, rồi ông đọc lên ông nói gì đó còn trúng không, đâu mà lo mà tu, mà tu có gì đâu khó, chỉ lo cúng rồi lo lại phải không, rồi lo niệm Phật gì à, có nhiều đó. Rồi bây giờ mình nó là chồng nhìn vợ, vợ nhìn chồng, mấy ông chỉ đạo chồng vợ thương hòa cho đến thác phận sướng tỳ chồng vợ nhìn nhau nhìn sớm chồm nó thì cô bác nó mới cao đó. Thì có nhiều đó thì bà con làm sao bất cứ mọi nơi nào thì cũng nhớ về cái quê hương đất tổ của mình là ở đây đó, là có Đức Thầy đó, rồi Đức Thầy dạy vậy, Đức Thầy nói vậy đó, thì mà áo nâu cũng vậy mà gặp tai nạn rồi đó, thấy như vậy mà giác ngộ để mà lo niệm Phật rồi lần lần mới trở về Việt Nam nó trở về cho gấp cho lẹ cho mau nghe, cho bằng không đó là nó không kịp cái thời gian. Tới đây là nó bây giờ nó ra nó diễn biến hết rồi đó, bây giờ nó cái mà ăn khó khăn nó là bây giờ Trung Quốc nó bây giờ nó đang ghìm là nó ra Biển Đông, rồi bên kia đó là Nga, rồi bên kia nó Mỹ, nghe không, nó quá sát rồi. Thì giờ này Đức Thầy nói tới đâu thì Đức Thầy hướng mình tu không à, nó rồi Đức Thầy mới phiên mình, nó rồi là phiên căn mình, nó rồi giờ là hỏi chứ năm dần nhiều chỗ bơ vơ rồi đó, rồi qua năm mẹ tới đó cùng qua tới năm thìn là đọc tới dài tới là thấy nguy hiểm nữa, nghe không. Bởi vì rồi hiện ra là năm thìn mà nổi cái chiến tranh nó nổ rồi đó là con rồng mới nướng rút nanh thì trong ba tánh thất thành hãy hồn một trang rồi đó, thế giới đó làm sao mà tu cho nó kẹp. Mà khi hết cái năm thìn rồi tới con rắn giặc nó quấn quá rồi mà Đức Thầy mới nhấn mạnh mới nói thẳng cho mình là tới con rắn núp dưới hang coi ngựa chạy đó, thì khỉ ngồi trên ngựa ngúa gà bay ông chỉ ngoài trước nghe đông tây trộn rộn nó rồi trời mới che sát thì nam bắc hay này đất trở thay, thấy không đó. Vậy thì bây giờ đó là ông ba ông nhấn mạnh tới đó rồi đó là nhân vật 10 phần hao 7-8 thần tiên thấy gì cũng cho mày, họ chơi nhân vật mà 10 phần nó hao hết trơn 7-8 rồi mình không có tu rồi ai cứu mình đây nè, phải không ai cứu mình đây nè. Mà Đức Thầy đã nói trước hết rồi, mình cứu cho nên mình mới vô dòng được bốn ông thể, mà nhìn ra ngoài giới giác đó rồi khắp bốn biển nghe mới liên dây hòa hảo nhà Phật con tiên hé miệng cười đó, thấy không. Bây giờ chỉ có cách là có nhiều đó đó, thì nữa mình có cái vé mình vô trong rồi mình nhìn ra, nhìn ra mình thấy cái nạn tai như là cái thế giới tàn về đây. Thì bây giờ đó là nước lũ lụt với dâng lên đó, rồi là đất sụp gì đó, thì là ở rừng các nước, nước nào không có rừng mà nước nào không có thú dữ, rồi người Việt Nam phải không, mình biết không, có khi đi máy bay về phải không, đi xe lửa gì à, còn cái táp đó nó lội không à, nó đâu có đi được cái gì đâu,
cái tớp mà thú dữ đó nó lội, nó lội theo, nó lội chỗ nào có gò là nó lội à, nó lội theo hòa vậy đó. Vậy thì về tới đây rồi đó là hôm nay nó Đức Thầy giới thiệu là ghê gớm. Mình về rồi đó là ông nói tới đó rồi đó là rắn to tên gọi mãng xà trên rừng nó xuống là nó tha Dương Trần đúng không vậy? Mà ở ngoài dòng rồi đó là nó tha vậy là đâu phải chuyện đơn giản. Rồi tới nghĩa là hổ lan ác thú muôn bày rồi đó là lớp bay lớp chạy sau này đã đoan ai mà ăn ở nghinh ngang nó đón đường nó bắt xé tan cái hồn ở trong chứ đâu phải nói mà còn đâu. Nó cho nên cái thu giữ trận này đó là nó ra rồi đó, nó lỏng mạnh rồi đó là cũng như là trả quả cho nó vậy đó. Đó giờ mình bắt nó mình ăn, thấy không? Thì bây giờ nó gặp mình là nó giết lại, thấy không? Chứ đâu có gì đâu. Nó cho nên đó là ông sư giải ông nói rõ với mình đó là bấy lâu dài chẳng nghe lời. Đây chỗ này nè, để cho ác thú trên trời nó xuống ăn đó. Trời ơi, ở dưới này ăn không xiết, thấy không? Không xiết rồi ác thú trên trời nó xuống nữa nó ăn. Nó cho nên là mình ở ngoài dòng ai cứu mình được. Cho nên Đức Thầy nói là sau này đó là cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt hết đó. Đó thì là hôm nay trên cái quả địa cầu này giặc giả chiến tranh đó là bắt đầu người ta bay về đây trước giành, mà ở đây là có đất Phật cứu, mà ai về đó tới đó không có cái vé là vô không được, phải không? Vô không được rồi ở ngoài bị giặc giả rồi còn phải bị thú dữ là nó ăn nữa, là cũng như mình trả quả đó. Sau này tới đây nên thành ra nhân nào là quả nấy, nghĩa là lực nhân quả thật là câu diễn suốt cổ kim, nghĩa là chẳng lọt một ai. Cái thời kỳ trả quả nghĩa là âm mỉ biết bao, đời xưa quá thì dày, đời nay quả báo là một di nhãn tiền đó. Nên là vậy đó nghe. Thưa quý vị, nãy giờ thì mình nói vòng vòng đó thì tới cái năm rắn này khó chịu rồi, khó chịu rồi nghe. Nhưng mà tôi bây giờ hôm nay đó hay Dũng ở đây đó thì cũng sự thật quý vị đó, cũng có cái mở cái chuyến đi là cũng anh em trước đây có đi làm đạo ở ngoài mà giờ gặp lục bão này kia nọ đó là cũng trong đồng đạo, thiên tai quá sát rồi mà không được, cho nên muốn nhờ đồng đạo ở trong 6 tỉnh miền Tây rồi Kiên Giang rồi nhờ Hải Dũng ra tiếp diện. Nhưng mà đi thì quý vị ơi, nhiều mặt nó thiếu lắm, thiếu kém. Nó thiếu kém nào là gạo thóc nó, rồi là áo dài đó, rồi máy nó, rồi hành trình đi đó là tiền xe cộ nữa. Nên thành ra Hải Dũng có dự án đi mà còn thiếu kém cái này. Thì bây giờ bà con nào mà có tham gia đồng hành với Hải Dũng đó thì quý vị là tiếp tay để gửi về số điện thoại của mấy ông quay Facebook này nè, tiếp tay rồi có anh em sau tiếp diện đó. Thì ra Bình Định là cái nơi của bác Hai Thoa trước đây đó, ông đi là giao viên ở ngoài đó, ở ngoài Bình Định rồi Nha Trang thành lập ở ngoài đó. Mà bây giờ cũng có số anh em ở ngoài tu, mà bây giờ nghe nói đạo trong này, nghe Dũng nói là về Kiên Giang có thể vận động gạo sóc cho ăn tu, thì anh em ngoài ta cũng tu, mà giờ gặp nào mà không được. Thì hôm nay Hải Dũng có cái yêu cầu nói lên như vậy cho bà con có tiếp tay nắm bắt được. Thì mới dịu liên lạc với anh em bên Facebook này nè để cho Hải Dũng biết, để rồi tham gia với nhau, cùng với nhau cộng tác với nhau để rồi ra ngoài mình làm cái nhiệm vụ đạo cho bác Hai, dù có qua đời đi chăng nữa là cũng hài lòng. Mà Đức Thầy có sai dẫn chúng ta cách nào dòm về cũng thấy cái bổn đạo của ông làm như vậy. Cho nên qua câu giảng của Đức Thầy nó là càng đi càng biết nhiều nơi, càng đem chân lý tuyệt vời để phổ thông. Là vì hôm nay thì ra ngoài để phổ thông lại, để nhắc nhở những gì mà Đức Thầy đã giới thiệu để rồi cho anh em cùng tu cùng tiến, có khi dẫn dắt được anh em ở ngoài thêm được một số anh em nào nữa mà thôi. Chứ giờ này thì Hải Dũng cũng không biết cái nào. Đó thì cho anh em hay là vậy. Thì cuối đĩa thì Hải Dũng không biết nói sâu hơn, cũng không lấy chi để bù đắp những anh em mà mến mộ đạo đó là ở ngoài miền Trung. Đó gì thì sau khi dứt thì Hải Dũng không quên nguyện thành Hồng Ân Tam Bảo và mười phương chư Phật và qua lên Chúa Tổ Thầy và Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cụ Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi cảm ứng chứng minh cho toàn thể quý vị được thường tâm an lạc và sáng suốt tu hành tinh tấn trên ngày thành công đắc quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy. Thì hôm nay cái nhân duyên đi về lễ cái ngày mà đản sinh của Đức Thầy được gặp huynh sáu, thì chia sẻ như nãy giờ Hai Dũng cũng có nói tới là năm tỷ rồi. Nhưng mà vì lý do nó khàn tiếng, phải không? Nhưng mà hôm nay đó thì xem trạng trình có giới thiệu Đức Thầy giải đây là trạng trình chuyện sống có mấy lời là năm rồng rắn ngựa dê chúng sanh thế giới thế phơi hết trăng. Thì hôm nay cũng nhờ huynh sáu tiếp diện trong hai con giáp sau, tại vì nãy Dũng cũng nói tới là thành tỷ ra rắn rồi, thì nhờ huynh sáu tiếp ở trong cái giai đoạn này cho bà con của ta, bà con khắp nơi trong tỉnh và ngoài tỉnh cũng như trong nước và ngoài nước để nghe nắm bắt cho nó kịp thời gian để ta tu cho nó kịp, chứ còn không là tới con giáp này là chịu không nổi. Thì nhờ huynh sáu để rồi tiếp diện, mong huynh sáu thực hiện. Mô A Di Đà Phật. Theo trạng trình nói chuyện sớm mấy lời con giáp này là từ năm rồng rắn ngựa dơi khắp trong thế giới ơi hề đây phải không, rồi tới rồng rắn rồi tới ngựa dê là nó dữ tận lắm á, ngựa lại đá con dê khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao. Một cái khỉ kia là ngựa nó đá là nó đánh về dưới đó cả thế giới đó, khỉ kia cũng bị là năm thân đó, sáo sào canh khuya là qua tới dậu đó. Gà gáy là nữa máu đào mọi người tới dậu rồi xong. Mà con giáp này là phải thôi, không còn từ tí chứ hỏi không ra ma chiều tức nội chỉ viên ra tiền định quần lai thượng cổ mới bình yên là trong một con giáp 12 năm này là xong với đời thượng môn. Vì hồi xưa Minh Vương sinh với Ngọc Đế với ông mà Di Lạc sinh trên Ngọc Đế là sinh một giáp, xin để mà dạy Ngọc Hoàng ân xá để Đức Thầy ra mở đạo năm 1039 mà nay 1183 năm từ mở đạo tới giờ hơn con giáp rồi. Đến nay 2202 là cái ngày lần này không còn giáp nào nữa, xin một đoạn đó đâu có xin hoài lần hoài được, thì cái này tận diệt lập đời trời. Đây hỏi sao cái câu này đang mà cuối cùng kết thúc đề tài nghe chứ sao là thầy có nói là đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh, khi dương càng sớm chánh mới màu là như thế nào? Là quỷ dương là nói là quỷ dương là nói chúa quỷ dương là vua, mà nói trên trời nói là chúa quỷ đó, dương là vua nó xuống làm vua đó, quỷ là trên trời xuống, rất nhiều cái nhánh, nó đủ thứ nhánh này nhánh kia chứ. Dương thiên trần sớm tránh mấy màu tức là mình phải lựa mình tránh cho mình theo nó sau này cũng giả thay gì nó phải tránh lừa lọc mình tu cho mình nghe nó lợi dụ nó là mình theo nó là cũng chết theo nó giả thay luôn. Nó cho nhiều nó đường lắm, nó vũ đủ thứ đã thời này nè, chi nhánh đó nó mở ra nhiều cái thế lắm, nó gạt mình đó thầy. Nó lựa cho phải kèo xưa danh mộc đừng làm thợ khéo sân gia nha, nó khéo nó sơn màu mè còn tin theo nó làm chết luôn đó. Mình phải kèo xưa danh mộc đừng làm thợ khéo sân gia, cái kèo xưa mà cầm xe cà chất thì nó theo cái bề ngoài chứ mình nhìn qua mình phải biết cái nào cũng giả cái thiệt đó. Mình mong mẹ là chết liền lầm liền. Tại vì con suy nghĩ nè.